Đây đang bọc xe gửi đi em. Đúng rồi, bọc chiếc này ship về Đồng Nai nha mọi người. Chiếc này đây là em cho có khách anh cọc về Đồng Nai ship. Xe này xe gì mẫu mới à? Copy 2023 nha mọi người. Đây là Honda Copy nha, 2023 nhập khẩu Indo. Máy là 110 hoa khói nha. Này Copy nha mọi người. Copy 2023. Hôm nay anh em nó có chuyến gửi đi Đồng Nai nè. Nhiều bánh chạm bom về Đồng Nai nha mọi người. Ủa xe này có cái gỗ luôn hả? Gỗ này là anh khách yêu cầu rồi gắn riêng nha, gắn gỗ với lại lốp chân là mình tính tiền riêng. Còn đây là anh khách yêu cầu mình gắn là mình sẽ gắn trực tiếp cho anh khách luôn nha. Thì cái này gắn riêng thì chỉ có vài trăm ngàn thôi nha mọi người. Thì xe Copy hiện tại là đang bán cho mọi người với giá là 35.500.000 nha. Thở phủng này Copy, thì Copy 2023 luôn nha mọi người. Thì có rất là nhiều màu nha, hồi em sẽ quay từng màu cho mọi người luôn nha. Thì đây là chiếc màu xanh trắng của anh trai ở bên Đồng Nai đặt cọc em ship về nha. Ủa xe này mà có 35.500 thôi à? Đúng rồi, xe nhập khẩu Indo nha mày. Còn màu khác không em? Còn nhiều màu nha, trong đây nó còn thêm nhiều màu nè, anh em vô tham khảo nha. Trong đây còn thêm màu màu nâu nè, màu nâu, màu đen đỏ, màu tất cả nha. Màu này là màu nâu à? Màu nâu là phiên bản green nha mọi người. Còn hai con này? Hai con này là hai con Copy Thái Lan nha mọi người. Đây là hai con này nhập khẩu Thái Lan. Hai con này giá nhiêu em? Chỉ từ 68 triệu thôi nha. 68 triệu. Đúng rồi. Mắc hơn dữ vậy à? Đúng rồi. Còn cái này xe Indo. Còn xe này Indo thì nó tầm 35 triệu 500 là mọi người sẽ có chiếc Copy rồi nha. Còn ví dụ mà độ màu tổng mình 2 triệu, ví dụ độ màu. Cái màu này là độ nha. Còn tất cả là green. Còn cái màu này. Màu này là màu độ Thái Lan nha mọi người. Thì cộng mình 2 triệu tiền sơn thôi nha. Đây là 37 triệu 500 thôi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Là cái màu này màu đỏ lại nha. Y gan Copy Thái luôn nha mọi người, cứ coi cái màu nè. À, mình đổ là đổ theo cái kiểu này đúng không? Đúng rồi. Thì em sẽ hỗ trợ trả góp cho mọi người là chỉ cần căn cước công an cái chip là lấy xe cho mọi người. Thì hỗ trợ cho mọi người căn cước công an thôi. Ví dụ có thẻ bảo hiểm là bằng lái đem theo càng tốt thì lãi suất ưu đãi cho mọi người nha. Thì em có hỗ trợ là ship xe 63 tỉnh thành luôn mọi người. Là cộng khoảng mấy triệu? 1 đến 2 triệu là lấy xe thôi nha. Khoảng 2 triệu thôi là đúng ship rồi, xe. 1 đến 2 triệu là lấy xe nha. Thì cộng em trước nhận xe sẽ thanh toán số tiền còn lại giúp em nha. Qua đơn hay là gì đó em sẽ gửi kèm theo xe cho mọi người luôn. Thì xe Copy giờ giá cực kỳ tốt luôn mọi người. Anh em cần thì liên hệ sớm mình nha. Ở đây em sẽ quay các màu cho anh em tham khảo nha.